Cảnh phim máu chảy như vòi phun nước bị chê quá giả. Kỹ xảo trong phim Trường Tương Tư của Dương Tử trở thành chủ đề bàn luận hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc do giả và thiếu thực tế. Xin đưa tin tập 30 của Trường Tương Tư là giai đoạn cao trào, trong đó nữ chính Tiểu Yêu bị ám sát tại rừng mai. Nhân vật Tương Liễu dùng 37 năm trị thương cho nàng. Tuy nhiên cảnh quay xúc động đau thương lại hóa thành trò cười vì kỹ xảo dở của đoàn phim. Cụ thể theo nguyên tác, Tương Liễu đàn kiện thử là yêu quả chín đầu. Hàn muốn dùng máu ở đầu quả tim cứu tính mạng Tiểu Yêu Dương Tử. Tuy nhiên trong phim đạo diễn để nhân vật máu chảy như vòi nước, khiến người xem bật cười. Bên cạnh đó nhiều cảnh trong Trường Tương Tư cũng bị chê có kỹ xảo giả. Cảnh hôn dưới nước của Tương Liễu và Tiểu Yêu thực tế được quay trong phim trường, do đó không tạo cảm giác chân thực. Bối cảnh bên đảo sông nước đều thiếu tự nhiên, kỹ xảo kém, khiến chất lượng phim Trường Tương Tư giảm sút. Khán giả chỉ trích đạo diễn phim không chuyên nghiệp. Diễn xuất của Dương Tử được đánh giá cao, nữ diễn viên không ngại hóa trang xấu khi vào vai nam nhi, các cảnh cao trào đều diễn chân thực, gây cảm xúc động cho người xem. Tuy nhiên đến giữa nội dung phim và diễn xuất của dàn diễn viên càng bộc lộ sự đuối dần, bên cạnh đó kỹ xảo cũng không được chăm chút như những tập đầu khiến người xem bức xúc.